thì em quay xin chúc Tết quý anh chị ha, là năm mới chúc quý anh chị an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc nha quý anh chị, và gia đình thì luôn luôn nhiều sức khỏe. Chắc là trong hôm nay em quay sẽ dành 8 mùng Tết này sẽ dành cho những cái xe cổ này thôi, quay cho quý anh chị xem cho thay đổi không khí một chút xíu ha. Hello, xin chào quý anh chị, và hôm nay là mùng 1 rồi quý anh chị, thì không biết là quý anh chị có quý anh chị nào có ở đây không hay là đã đi về quê hết rồi thì em cũng không biết, nhưng mà mùng 1 chuyện cũ mình bỏ qua không? Tết này cùng cười lên ha 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 đúng không quý anh chị? Thì em quay xin chúc Tết quý anh chị ha, là năm mới chúc quý anh chị an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc nha quý anh chị, và gia đình thì luôn luôn nhiều sức khỏe nha. Rồi thì trong video ngày hôm nay mùng 1 thì em quay không có biết phải quay cái xe nào, bởi vì nói chung xe thì vẫn còn nhiều, quý chị vẫn có thể là lên mua xe đồ ok, nhưng mà chắc là trong hôm nay em quay sẽ dành 8 mùng Tết này sẽ dành cho những cái xe cổ này thôi, quay cho quý anh chị xem cho thay đổi không khí một chút xíu ha. Thì bây giờ trong mùng 1 này thì em sẽ giới thiệu cho quý anh chị toàn bộ một loạt xe, giới thiệu nhanh đi loạt xe ở đây cho quý anh chị xem dàn xe cổ này. Thì trong những mùng 2, mùng 3, mùng 4 gì đó em Quang sẽ quay riêng những cái xe này, quay riêng từng xe cho quý anh chị ha. Rồi thì đầu tiên bên tay trái em Quang đây là một em Auckland. Thì em xe này là cũng giống như là Maybach đã bị khai tử rồi, nhưng mà Maybach thì cái thương hiệu Maybach thì lại may mắn hơn một chút xíu là đã được hãng Mẹt người ta mua lại, người ta mua lại cái thương hiệu đó, nên đâm ra Maybach là một trong những cái thương hiệu độ của nhà Mẹt. Trong khi đó em này thì nó lại hẩm hiu hơn một chút xíu, đó chính là bị khai tử rồi. Nhưng mà về cái chiếc xe của chị nhìn thấy nè, đây cũng là một trong những em xe cùng thời điểm với lại em BMW DC kia. Quý chị có nhìn thấy bên kia một em BMW DC, thì xe kia là có xuất hiện trong bộ phim Chị Em 2 ở cuối video. Ở cuối phim là quý chị sẽ thấy cái xe đó ha. Thì xe này cũng cùng thời điểm với cái xe đó, cùng đều khai sinh ra cùng trong gọi thế hệ với nhau. Nhưng mà nhìn cái xe này nè, nó lại cứng cáp và nhìn nó kiểu giống như là nó sang chảnh hơn cái xe BMW DC kia rất là nhiều. Đấy, quý chị nhìn thấy rất là đẹp ha. Auckland, đây, tiến cho quý chị xem thương hiệu này. Thì cái xe này em cũng không biết là xe này tên gì, cũng không biết là năm sản xuất bao nhiêu. Thì quý anh chị nào mà có thông tin về những cái xe này, hãy để lại phần bình luận cho em Quang nha. Em Quang thì là review những cái gì mà em Quang biết thôi. Em Quang có gì nói đó cho quý anh chị xem ha. Rồi, ở đây thì là một em Auckland nha quý anh chị. Một em Auckland, khá là đẹp. Dài, xe này về kích thước rất là dài, bệ bước cũng rất là to. Em Quang đứng lên thoải mái luôn, rất là cứng nha quý anh chị, cực kỳ cứng luôn. Nhiều khi cứng hơn những cái xe bây giờ nữa quý anh chị. Đây cho quý anh chị xem nội thất nè, rất là đẹp. Đây, và đặc biệt là cửa mở kiểu Rolls Royce nha quý anh chị. Đó, một cái mở trước, một cái mở sau, rất là giống Rolls Royce ha, và rất là sang luôn. Ai vintage, xe cổ ha. Thì dạo gần đây là ông anh của em Quang chỉ chơi xe cổ thôi. Ổng giờ ổng không chơi siêu xe, cách đây 2 năm trước, 3 năm trước thì ổng còn chơi siêu xe, còn giờ thì ổng chỉ chơi xe cổ thôi quý anh chị. Mấy cái cửa này nó cổ quá nên nó hơi khó đóng. Mà cái cửa này ho cái là bộn tiền đó quý anh chị. Cũng hơi lo lo. Rồi đây cho quý anh chị xem. Đó, khá là đẹp. Cái logo thì hình con đại bàng nè. Đó, đèn đuốc đồ này nọ, mâm miết đồ, có cả đèn dầu, khá đặc biệt ha. Nhưng mà quay sẽ quay chi tiết sau đi. Rồi chúng ta lại tiếp tục. Đây, BMW. Quý anh chị đã thấy BMW khá là nhiều đúng không? Nhưng mà quý anh chị đã thấy chiếc BMW nào mà như chiếc này chưa? Sinh năm 1927 nha quý anh chị. Em này mang tên là DC, BMW DC ha. Đó, rất là đẹp luôn. Này thì đang đóng cái dây này lại rồi. Thì đây tiến vào đây cho quý anh chị xem luôn. Bạn cứ đi vào thoải mái. Đi sát vào. Đó. Cho quý anh chị xem. Em này thì em Quang cao 1m78 nè. Quý chị có thể nhìn thấy khi em Quang đứng kế bên cái xe đây. Nó khá là hơi lùn,
Nhưng mà ở đây rất là đặc biệt cái là xe có cả cửa sổ trời panorama toàn cảnh, đã gương nè, đầy đủ hết. Đây cho quý anh chị xem đây ha. Từ xưa là hãng BMW đã bắt đầu thiết kế những cái xe chỉ có hai cửa thôi quý anh chị, là đã thể thao từ cái lúc mà mới ra mắt rồi, từ cái lúc mà mới thương hiệu mới xây dựng rồi đó, là đã thể thao rồi. Thì đó với ông Quang mà xe nào mà hai cửa thì nhìn nó khá là thể thao quý anh chị, rất là đẹp ha. Mặc dù là bốn chỗ ngồi nha, bốn năm chỗ ngồi đấy, quý chị nhìn thấy đằng sau vẫn có chỗ ngồi nha, quá đẹp quá đã. Thì cũng bực mí với quý anh chị một chút xíu, như lúc nãy mình có nói với quý anh chị là em xe này có xuất hiện trong bộ phim chị em 2, thì ở cuối video là được nữ diễn viên Ngọc Trinh, nữ người mẫu diễn viên đúng không, Ngọc Trinh chạy cái xe này đi, đó chính là cái xe này nha quý anh chị. Và nếu như mình nhớ không làm là toàn Đông Nam Á mình chỉ có đúng một chiếc duy nhất thôi, và chúng ta rất là vinh dự khi mà đang sở hữu em xe này, đúng một chiếc duy nhất toàn Đông Nam Á, màu đỏ khá là đẹp mà đến từ thương hiệu của BMW nữa, Vintage, Vintage đó. Rồi hạt lay này xe mô tô rồi, chúng ta tiếp tục di chuyển ra đằng sau đi. Ở đây thì có em Yamaha Mate này, thì em cũng muốn cho quý anh chị xem sơ sơ một chút xíu. Về cơ bản quý anh chị nhìn thấy khá là giống chiếc cúp, nhưng mà ở đây thì nó là của Yamaha Mate. Đặc biệt là ông anh quay người Vĩnh Phúc nè đó, nên đâm ra ông mua luôn cả biển số tao ông lắp vào. Xe này giờ chỉ để chân thôi quý anh chị, để chân thôi đã. Rồi ở đây thì một em Toyota Auto Body đó. Thì em quay nói nha, trong những cái video mà những cái ngày tết này thì em quay chỉ giống như là sao ta review giới thiệu cho quý anh chị những cái xe cổ rồi, còn mà những cái xe này không bán nha quý anh chị, xe nào bán thì quay sẽ nói. Thì ở đằng sau có hai xe bán nha. Đây rồi, ở đây thì là một em Lincoln Limousine đấy. Em này thì dài khoảng 8m, dài tầm 8m nha quý anh chị. Và đặc biệt là xe này quý anh chị sẽ thấy rất là nhiều ở trong những bộ phim casino đồ này nọ mà ở bên Las Vegas bên Mỹ quý anh chị, rất là cứng nha. Đó, quý chị nhìn thấy cửa kiết đồ này nọ rất là đẹp. Hơi tối đúng không quý chị? Hơi tối, quý chị thông cảm xíu nha. Đó, ghế đồ này nọ khá là đẹp luôn. Đặc biệt là những cái xe như thế này thì ở trong có cả một quầy rượu, đã đèn nè, có cả đèn ở bên ngoài. Nóc xe thì cũng đã được ốp da luôn. Những cái xe nó rất là sang chảnh ha. Rồi đây cho quý chị xem. Thì cái này để chắc là ngày mai em Quang sẽ kiếm một cái đèn, em Quang sẽ quay cho quý anh chị đi. Nếu mà bữa em Quang quay cái xe này, em Quang sẽ kiếm cái đèn mở lên cho quý anh chị xem. Lincoln Limousine đến từ nước Mỹ. Em này thì quý anh chị đi thì quý anh chị phải có bằng D nha. Tại vì em này là chở hơn 9 người, phải đi bằng D nha quý anh chị. Rồi bên đây thì Toyota, sorry anh chị, đây là McLaren 650S đó. Một cam khá là đẹp. Thì 650S thì ở Việt Nam mình cũng khá là nhiều thôi quý anh chị, cũng không có ít đâu. Đúng rồi, cũng khá là nhiều. Đây, đẹp, mâm miết rồi này nọ, carbon rất là nhiều. Ở đây thì là siêu xe. Rồi ở đây thì là một em Toyota. Ủa không phải, cái này là MG. Em quay nhầm, sorry quý anh chị. MG thiệt, MG xịn. Đến từ Anh Quốc ha, xe cổ nha, chứ không phải là MG lúc sau này là của Trung Quốc đâu. Đây, quý chị nhìn nè, MG sau này là người ta đã bán về lại cho một công ty ở Trung Quốc rồi nha quý anh chị. Đây, nhìn nó rất là cứng. MGB, xe thì cũng đã được ra biển số Việt Nam đồ đầy đủ, có đăng kiểm luôn. Đó, đã lắm, quá đẹp. Rồi, ở đây thì là Toyota MR2. Thì quý anh chị nào mà xem những cái phim Fast and Furious, mà coi những cái tập đầu tiên á, những cái tập mà Fast and Furious 1 nè, hay là Tokyo Drift, Fast and Furious phần 2 đó, thì đây những cái xe này xuất hiện rất là nhiều. Bên Nhật Bản người ta chơi cái dòng GDM này khá là nhiều nha quý anh chị. Dòng này gọi là GDM của Toyota MR2 Spider, có mui trần luôn, đã sốt sàn. Thì những anh em nào mà chơi GDM á, thường thường người ta sẽ rất là thích chơi sốt sàn nha. Đẹp, quá đã, quá ngon, quá ok. Rồi đây hai em xe này Quang sẽ có bán đây. Thì đầu tiên bên tay phải Quang đây là một em Ford Mustang. Chú ngựa hoang dã đúng không? Chú ngựa đang phi trên cánh đồng
Bắc Mỹ, chú ngựa hoang dã. Đó, em Quang hay nói vui là thế, em Quang và cả ekip siêu thị ô tô Hà Nội truyền thông thì chú ngựa phi ha, đó, đẹp. Em này thì có động cơ là V8, sinh năm 1900, để em Quang nhớ coi, 1964 thì phải, không tầm 1964, em Quang nhớ mang máy là như vậy. Thì đây cũng là một trong những mẫu xe đầu tiên của dòng Ford Mustang ha, những xe đầu tiên. Khá đẹp, đỏ, nóc da, đồ này nọ, nhìn nó rất là cơ bắp, cứng cáp. V8 mà, xe này cho mấy ông nào mà chơi cơ bắp, mấy ổng độ lên xe chạy móc đầu được luôn quý anh chị. Thì em Quang coi phim thôi, còn ngoài đời thì chưa biết nha. Cũng chưa thử, chưa có biết ngoài đời có móc đầu được hay không. Thì em nói em Quang đang chào bán với mức giá là hơn 2,5 tỷ. Quý anh chị nào mà quan tâm đam mê em đó thì em Quang sẽ có một cái mức giá ưu đãi tốt hơn cho quý anh chị ha. Rồi, đây thì là một em Mercedes 560SL. Thì tại Việt Nam mình chỉ có đúng hai em 560SL thôi. Còn những cái dòng nào mà quý chị có thể nhìn thấy là khá là giống em quay, khá là giống cái xe này ha, thì sẽ là những cái xe 500 hoặc là 460 đó, sẽ rất là nhiều. Giống như Mercedes chúng ta sẽ có dòng C-Class, chúng ta sẽ có là C180, C200, C250, C300. Thì C300 AMG là cao nhất. Đấy, thì cái này cũng giống vậy, 560 là cao nhất nha quý anh chị. Thì tại Việt Nam mình đang chỉ có hai xe 560 thôi, và cả hai xe đang được sở hữu của ông anh em quay hết ha. Và quý chị có thể nhìn thấy ông, không phải là ông mà là nhà thiết kế Quách Thái Công cũng có một xe lúc trước, nhà thiết kế chạy xe đó màu bạc y chang em này luôn, nhưng mà xe đó là xe 500SL thôi, còn của em quay là 560SL nha. Đây, mệt, sinh năm 1975, 1985 chứ, 1985 nha quý anh chị. Rất là đẹp ha, môi trần luôn. Em này thì số tự động nè, mà ở bên trong ghế da rồi nọ khá là đẹp, khá là ok. Thì em này cũng có bán, cũng có chia sẻ đam mê, giá cũng khoảng hơn 2,5 tỷ. Thì quý anh chị nào mà quan tâm hai em xe này thì cứ liên hệ cho em Quang ha. Còn lại những xe kia hầu như chỉ để chân thôi. À, và xém xíu thì thiếu một xe ở bên đây. Đây quý anh chị, một em Cobra EZ. Cobra thì là hãng độ của dòng Ford Mustang. Chứ quý anh chị thường hay nghe là Ford Mustang Cobra đúng không? Ford Mustang Cobra, em quan nhớ mang máng là như vậy. Thì cái dòng này nó sẽ, người ta thiết kế riêng một cái mẫu xe riêng cho hãng của người ta à, Cobra ha. Là cái phần này zin của nó là không có cái lưới tản nhiệt luôn nha quý anh chị. Nó như vậy luôn nha, nó như vậy luôn. Nó là một cái hốc cho gió lùa vào, không có lưới tản nhiệt gì hết. Đó, quý chị nhìn thấy nè, xe rất là đẹp. Có cả vây cá mập. Ống xả thì đặt nằm ở bên ngoài nè. Hôm trước lúc mà xe đánh ra ngoài á, xém xíu bị phỏng bô quý anh chị. Đang đứng đây tiện thấy nó nóng, nhìn xuống cái chân mình kế bên cái ống bô luôn quý anh chị, hết hồn. Xém xíu là có khô bò ăn Tết rồi. Đây, đẹp, quá ok, quá đã. Em này thì không có nóc luôn, không có cửa nóc. Đây cho quý anh chị xem nội thất sơ nha. Đấy, quá đẹp. Rồi ok quý anh chị, thì đó là toàn bộ dàn xe cổ mà em Quang đang có thôi. Thì hôm nay em chỉ giới thiệu nhanh cho quý anh chị là như vậy. Và quý anh chị nào mà, những quý anh chị nào mà đam mê xe cổ thì trong 7 mùng còn lại, thì hôm nay là mùng 1, mùng 2, mùng 2 nè, mùng 3 nè, mùng 4 nè, mùng 5 nè, mùng 6 nè, mùng 7 nè, mùng 8 nè, 7 mùng còn lại em Quang sẽ dành toàn bộ thời gian quay chi tiết những cái xe này cho quý anh chị xem. Đấy, thì quý anh chị nào mà quan tâm thì ok, họ ủng hộ em Quang nha. Rồi thì chắc là video cũng chỉ tới đây thôi. Hôm nay chỉ giới thiệu cho quý anh chị và chúc Tết quý anh chị thôi. Thì kính chúc quý anh chị mùng 1 vui vẻ, an khang thịnh vượng, nhà sự như ý hay như ban đầu. Đấy, là trang đầy sức khỏe cùng với gia đình của mình. Đó, và chuẩn bị tinh thần cho một năm làm việc mới nha quý anh chị. Rồi thì một năm đã trôi qua rất là nhanh luôn. Đấy, thì em Quang cũng xin cảm ơn quý anh chị đã dành toàn bộ yêu thương đối với siêu thị ô tô Hà Nội nè. Những quý anh chị khách hàng đã từng mua xe tại siêu thị ô tô Hà Nội nè. Và nói là sao ta, nói chung là cũng không biết gì phải nói, chỉ biết cảm ơn quý anh chị thôi. Bây giờ mà để nói lời sâu sắc hơn thì vốn từ ngữ của em Quang thì rất là hạn hẹp, quý anh chị thông cảm cho em Quang ha. Bởi vì nhớ là em Quang là người Hoa, người nước ngoài, nên là để mà cái từ ngữ phong phú thì cũng không có nhiều đâu, quý anh chị thông cảm cho em Quang nha. Và trong năm vừa qua thì siêu thị ô tô Hà Nội cũng đã giao dịch thành công được 1540 xe. Và em Quang có làm riêng một cái video nó ghi làm về chặng đường
của năm 2023 siêu thị ô tô Hà Nội thì quý anh chị có thể xem lại cái video đó, là em Quang đã tổng hợp lại toàn bộ chặng đường của năm 2023 siêu thị ô tô Hà Nội cho quý anh chị xem. Rồi thì kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, trong việc thuận buồm xuôi gió và gặp nhiều may mắn. Năm mới mọi thứ luôn suôn sẻ và con đường đi trong công việc của chúng ta luôn là một con đường màu hồng tơ lụa, đi khá là mượt mà, không có bị vấp ngã, không có bị thuận lợi, thuận buồm xuôi gió đó quý anh chị. Rồi thì em xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều, kính chúc quý anh chị nhiều sức khỏe rồi ha. Và bây giờ là hẹn gặp lại quý chị video tiếp theo nha. Và nếu quý chị thấy video này hay, cho em xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của siêu thị ô tô Hà Nội nha. Hẹn gặp lại quý chị video tiếp theo. Bye bye.